Wow, cái quả trứng này nó cứng hơn là anh tưởng tượng luôn á. Wow, một chú khủng long cục đuôi của chúng ta nó bắt đầu thành hình rồi nè các bạn. Anh Khoai Tây xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Cam Cam chào các bạn nha. Ta-da! Hôm nay anh Khoai Tây và Cam Cam đã chính thức trở lại sau video của cá tháng 4 vừa rồi. Và các bạn ơi, anh Khoai Tây và Cam Cam cũng rất là xin lỗi nha, vì đã chọc tất cả các thành viên của Toy Station bằng một video gọi là video cuối cùng của Toy Station. Nhưng mà đó chỉ là một trò đùa của ngày cá tháng 4 thôi nha. Những bạn nào vẫn còn nghi ngờ và hơi khó hiểu thì hôm nay anh Khoai Tây xin nhắc lại, đó chỉ là một trò đùa nhân ngày cá tháng 4 của anh Khoai Tây và Cam Cam. Và bằng chứng là ngày hôm nay anh Khoai Tây và Cam Cam đã trở lại thêm một video mới về đồ chơi nữa. Ta-da! Làm sao mà Cam Cam có thể bỏ các bạn được? Còn rất là nhiều đồ chơi thú vị ở trên thế giới này mà Cam Cam với anh Khoai Tây muốn giới thiệu với các bạn. Thì có lẽ là Toy Station chỉ có thể làm tập cuối, nếu như mà ở trên thế giới hết đồ chơi thì thôi. À, Cam Cam nói rất là hay nha, anh Khoai Tây cũng rất là đồng ý với em. Các bạn ơi, trong tập mới của Toy Station ngày hôm nay, anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ giới thiệu với các bạn một loại đồ chơi mới rất là thú vị luôn. Và đây cũng là lần đầu tiên anh Khoai Tây được chơi đó. Và anh tạm đặt tên cho đồ chơi này là Khảo Cổ Học Đi Tìm Kho Báu. Ủa, hồi nãy anh mới nói là chơi đồ chơi mà sao giờ anh bắt cho em đi học vậy? Hả? Ủa, anh có nói đi học gì đâu? Thì cái gì mà cổ học gì đó, anh lừa tụi em hả? Trời ơi, Cam Cam không biết gì hết trơn á. Khảo cổ học tức là một cái ngành nghề dành cho những nhà khoa học chuyên nghiên cứu về những vật cổ xưa, ví dụ như là những kim tự tháp nè, hoặc là những di vật từ hàng ngàn năm về trước. Các nhà khoa học sẽ đi thám hiểm, khám phá ra những món đồ hoặc là địa điểm cổ xưa và nghiên cứu chúng đó. Và ở đây anh Khoai Tây đang sở hữu một quả trứng khủng long. Ta-da! Đồ chơi quả trứng khủng long này khác với những quả trứng khủng long bằng nhựa khác ở chỗ nào, anh Khoai Tây sẽ giải thích cho các bạn trong chốc lát nữa thôi nha. Còn bây giờ Cam Cam hãy đứng qua một bên đi. Rồi, còn bây giờ thì biệt đội xe xúc đất hãy giúp anh vận chuyển những cái quả khủng long và những cái hộp kho báu này về Toy Station nha. Dạ, ok anh. Đây là một loại đồ chơi mà anh Khoai Tây mua được từ bên Nhật, toàn bộ là tiếng Nhật thôi. Anh Khoai Tây đọc thì cũng không hiểu gì cả, nhưng mà anh chỉ biết đây là tiếng Nhật chắc chắn luôn. Đây là những cái ký tự rất là đặc trưng của tiếng Nhật nè, ví dụ như cái chữ tròn giống như chữ E này nè, hoặc là chữ này. Tuy anh Khoai Tây không biết tiếng Nhật nhưng mà anh có thể nhận biết được chữ Nhật. Ở mặt trước của chiếc hộp thì anh thấy có một chú khủng long ba sừng, tên khoa học còn gọi là Triceratops, ở hai mặt bên hông. À, đây là những bộ xương hóa thạch của các loài khủng long khác nhau nè. Ở bên đây cũng vậy. Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, thì ra số 8 ở đây tức là chúng ta có 8 mẫu xương hóa thạch khủng long tất cả để mà chúng ta có thể sưu tập được. Còn ở mặt sau chính là cách hướng dẫn chơi. Chúng ta sẽ có một cái quả trứng khủng long như thế này và những cái dụng cụ. Rồi chúng ta sẽ đào từ từ ra và sẽ xuất hiện một bạn khủng long. Wow. Rồi bây giờ anh sẽ mở cái hộp này ra xem bên trong có cái gì. Ta-da. À, đây là những cái dụng cụ nè. Đây là một quả trứng khủng long. Hả? Trứng khủng long hả anh? Trời ơi, anh mở bản ra rồi bản chạy bản trắng em sao? Em nữa đó nha Cam Cam. Hồi nãy anh đã nói đây là quả trứng đồ chơi mà. Những bạn khủng long ở trong quả trứng này đều đã bị hóa thạch rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ là những nhà khảo cổ học, sẽ khám phá những gì bên trong ở trong quả trứng này. Rồi bây giờ anh sẽ bóc quả trứng này ra xem như sao. À các bạn ơi, quả trứng này được làm bằng một cái loại đất sét. Wow, rất là cứng luôn á. Anh đập xuống bàn mà nghe cúp cốp luôn nè. Wow, đúng là không dễ dàng để mở ra đâu. Anh nghĩ vì vậy mà nhà sản xuất đã cho chúng ta một số những cái dụng cụ nè. Đây là một cái đục bằng gỗ để chúng ta có thể đục. Đây là một cái chỗ để quét. Rồi, bây giờ các bạn hãy cùng anh Khoai Tây chúng ta tiến hành khám phá xem bên trong quả trứng hóa thạch này có cái gì nha. Rồi, bây giờ anh sẽ bắt đầu đục cái quả trứng này ra. Wow, cứng thiệt luôn á. Không có dễ đục đâu. À, nhưng mà chúng ta cũng phải rất là cẩn thận. Em thôi sẽ rất là dễ dàng làm bể những cái món đồ bên trong. Wow. Anh nghĩ đây là một món đồ chơi rất là tốt để cho chúng ta luyện tính kiên nhẫn nè, sự khéo léo nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta không kiên nhẫn thì chúng ta có hoàn toàn có thể lấy búa đập một cái bẹp.
À anh khoai tây ơi, cái cục này như nó làm bằng đất sét đúng không? Vậy thì mình nhúng nó vô nước đi anh, lúc đó đất sét sẽ mềm nhũn ra và dễ dàng hơn. Ừ, như vậy thì đâu còn gì là vui nữa đúng không Cam Cam? Cũng giống y chang như là em lấy búa em đập ra đó. Như vậy thì chúng ta sẽ phá hỏng cả một cái sự vui của cái bộ đồ chơi này rồi. Ờ ha, anh nói hoàn toàn có lý, em xin lỗi nha. Rồi bây giờ anh sẽ tiếp tục công việc đục quả trứng này ra nha. À, như anh đã phát hiện ra manh mối đầu tiên rồi nè các bạn ơi. À đây nè, rất là cứng, hình như đó là một cái xương khủng long hóa thạch. À, anh phải rất là cẩn thận, không thôi là sẽ làm bể cái này. Mặc dù là chưa có rõ ràng nhưng mà đây chắc chắn là một bộ xương khủng long hóa thạch rồi nè. Anh khoai tây phải rất là cẩn thận, không thôi là sẽ làm bể cái bộ xương này. Cái quả trứng này nó cứng hơn là anh tưởng tượng luôn á. Anh đục mạnh như vậy mà vẫn không xi nhê luôn. Em thấy ngoài tính kiên nhẫn ra thì chắc là cũng phải cần một chút thể lực đó anh khoai tây. Anh thấy là vậy luôn á. Nãy giờ anh cũng khá là mỏi tay luôn rồi á. Oh no! Trời ơi, anh đã làm gãy chân khủng long rồi. À, trời ơi, tiếc quá. Các bạn ơi, mặc dù anh đã rất là cẩn thận nhưng mà chân của bạn khủng long của chúng ta đã vẫn bị gãy. Trời ơi, anh khoai tây dở ẹt luôn á. Anh khảo cổ kiểu gì mà gãy chân khủng long luôn rồi. Trời, anh xin lỗi mà. Thôi để anh đào tiếp đi. Anh sẽ cẩn thận hơn nữa. Bây giờ nhưng mà cái quả trứng này đúng là cứng thiệt luôn á. À, hình như cái miếng hồi nãy mà anh làm gãy á, không phải là cái chân của bạn khủng long này, mà là cái đuôi thì phải. Gắn vô đây nè, đây là cái đầu nè, các bạn thấy không? Đây là hai cái chân, anh đoán là sẽ có hai cái chân bên đây nữa. Yeah, chúng ta chỉ còn một tí xíu bên đây nữa thôi. Một chú khủng long cục đuôi chúng ta nó bắt đầu thành hình rồi nè các bạn. Khủng long cục đuôi là tại vì anh khoai tây đã làm gãy đuôi rồi. Trời ơi tiếc quá. Bây giờ những cái lớp bụi còn lại trên bàn khủng long này anh sẽ dùng nước để rửa. Ta-da! Đây là thành quả của chúng ta. Một bộ xương khủng long hóa thạch. Mà sau khi rửa xong á thì anh khoai tây cũng đã chuộc lỗi bằng cách anh đã lấy keo dán cái đuôi lại rồi, cho nên là bạn này không còn cục đuôi nữa đâu. Anh khoai tây ơi, bạn khủng long hóa thạch này thì ghê quá à. Thì đúng rồi Cam Cam, bộ xương hóa thạch thì làm sao mà có thể dễ thương được. Nhưng mà anh đoán á là dành cho những bạn nào mà mê khủng long nè, hoặc là mê ngành khảo cổ học, thích tự tay mình có thể đào bới hoặc là khám phá ra một cái di vật cổ xưa, thì anh nghĩ bộ đồ chơi này rất là hay đó. Rồi, bây giờ anh sẽ để cái này ở đây và anh sẽ mở tiếp cái quả trứng khủng long thứ hai. Chúng ta cũng có một cái công cụ tương tự. Mới đầu thì anh cũng không nghĩ là những cái quả trứng này nó cứng tới như vậy đâu. Mà sau khi mở quả đầu tiên thì anh nghĩ wow, đúng là cứng thiệt luôn á. Và cho những bạn nào mà mới chơi thì anh nghĩ là cũng sẽ gặp một chút ít khó khăn. Nhưng mà chính vì khó khăn cho nên là nó lại tạo thêm một cái sự vui của cái món đồ chơi này. Bạn nào mà kỹ tính thì có thể bỏ ra cả 1 tiếng hoặc 2 tiếng để mà chúng ta chỉ để khai quật một cái quả trứng này thôi. Còn vì ở đây là vì anh khoai tây quay video để giới thiệu cho các bạn, cho nên là anh phải tua nhanh lên và bỏ bớt một số những cái công đoạn. Và với cái quả trứng thứ hai này anh sẽ có thêm một số những cái công cụ của riêng anh nữa. Đây là những cái công cụ mà đi với bộ đồ chơi, một cái đục và một cái chổi quét.
mà bây giờ anh sẽ có một cái sự trợ giúp nữa của một cái búa. Ta-da. Rồi bây giờ anh sẽ tiến hành khai quật cái quả trứng khủng long thứ hai này. Anh đã thấy bạn khủng long của chúng ta ở bên nửa quả trứng bên này rồi. Nửa quả trứng bên này hình như là trống rỗng, không có gì cả. Đây, anh đoán cái này hình như là cái đuôi thì phải. Đây là hai cái chân. Như là bạn này chỉ có hai chân mà thôi. Không biết là bạn khủng long nào đây. Anh sẽ cố gắng rút kinh nghiệm từ quả trứng thứ nhất, không làm gãy đuôi bạn này nữa. Anh khoai tây vừa mới đào được ra cả một cái phần đầu, một phần cổ và phần chân trước của bạn khủng long luôn nè. Hay quá. Cuối cùng cũng đã thành hình một bạn khủng long. Nhưng mà lục lại đứt chân nữa rồi. Anh khoai tây ơi, anh chạy cẩn thận nhé chứ. Anh biết rồi, anh xin lỗi mà. Thôi nhưng mà không sao, chút nữa anh sẽ lấy keo, anh sẽ dán cái chân bạn này lại. Everything's gonna be okay. Rồi bây giờ anh sẽ tiến hành rửa bạn này qua nước để cho sạch sẽ. Đây là một bộ xương hóa thạch của một bạn khủng long loài khác, nhìn cũng rất là cool. Chúng ta có thể thấy đây là cái đầu nè, cái đầu của bạn này rất là dài ra tới đằng sau luôn, cái miệng, hai chân trước, hai chân sau. Anh đoán bạn này là một loài khủng long ăn cỏ. Còn tên chính xác là gì chắc là anh phải nghiên cứu thêm. Rồi bây giờ anh sẽ đặt bạn khủng long này đứng kế bạn khủng long trước. Còn bây giờ cũng là một loại đồ chơi khảo cổ học nữa, nhưng mà lần này không phải là một cái trứng khủng long, mà chúng ta sẽ kiếm được một cái loại vũ khí hoặc là một cái loại báu vật gì đó bên trong này. Đúng rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ kiếm được một trong những cái loại vũ khí ở trong đây nè. Từ thời xa xưa rồi nhưng mà đã bị hóa thạch, bây giờ chúng ta sẽ khai quật nó lên. Cái bộ này chúng ta sẽ có tổng cộng là 13 mẫu vũ khí mà chúng ta có thể khai quật lên được. Rồi, bây giờ anh sẽ mở cái hộp này ra. Đầu tiên thì anh khoai tây thấy cũng có một bộ dụng cụ y chang. Một điều khác biệt đó là cái khối này là hình hộp chữ nhật thay vì một quả trứng, và có một cái chữ là dig it out, tức là hãy đào nó ra. Một cục xà bông hả anh? Xà bông đó mà xà bông, cam cam lại nói tào lao nó rồi. Cũng là cùng một loại chất liệu luôn, một loại đất sét được để khô và cứng lại. Rồi, bây giờ anh sẽ đào cái cục này ra xem chúng ta sẽ có những cái báu vật gì bên trong đây nha. Chưa gì mà anh đã bắt đầu thấy dấu vết của báu vật bên trong rồi. Không biết là cái gì đây. Giống như là một miếng kim loại như vậy đó. Hay quá. Bây giờ chúng ta đã thấy hình như là một thanh kiếm các bạn ơi. Để anh sẽ tiếp tục đào nha. Bên đây là cái đuôi của thanh kiếm nè. Anh nghĩ là như vậy. Kiếm này của chúng ta có vẻ như là đã bị cong rồi, bởi vì là sau hàng ngàn năm bị chôn vùi dưới lớp đất. Cái gì mà hàng ngàn năm vậy anh khoai tây? Em nghĩ lại chắc mấy năm là cùng đồ chơi mà. Thì đồ chơi, nhưng mà mình chơi mình phải nhập vai như vậy mới vui chứ.
Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là anh sẽ lấy được cái thanh kiếm báu vật này ra rồi. Cố lên nào. Đây là một thanh gươm trong đá. Anh sẽ cố lấy nó ra. Ta-da! Thanh gươm này bị hóa thạch cho nên là có vẻ hơi bị méo, cho nên anh sẽ cố bẻ nó lại thêm sao. Rồi, bây giờ anh sẽ đem thanh gươm này đi rửa sạch xem như thế nào nha. Ta-da! Hình như anh đã kiếm được một thanh gươm y chang trên vỏ hộp luôn nè. Các bạn ơi, mới đầu anh tưởng là thanh gươm này làm bằng chất liệu là kim loại, nhưng mà thật sự là nó cũng chỉ là làm bằng nhựa thôi. Rồi anh sẽ để thanh gươm này ở đây và mở hộp cuối cùng. Báu vật nào tiếp theo sẽ được tìm trong khối đất này? Anh và tay sẽ cùng các bạn khám phá ra nha. Đây là manh mối đầu tiên. Thì anh sẽ phủ ý bớt lớp bụi ra. Anh và tay biết rồi, đây là một cái chùy nè. Rất là hay, anh sẽ cố gỡ miếng này ra được không? Ta-da! Anh sẽ tiếp tục đào ở bên đây. Đây là phần đuôi của cái chùy. Đây là phần đầu nè. Như vậy thì anh phải rất là cẩn thận ở cái vùng này, cái vùng chính giữa này. Chỉ còn dính lại một chút xíu nữa thôi. Cố lên, sắp xong rồi. Ta-da! Rồi, và bây giờ là công đoạn cuối cùng. Anh sẽ rửa cái chùy này. Đây là một cái chùy. Nhìn rất là ngầu mà cũng thật là đáng sợ. Anh Quay Tây ơi, bộ đồ chơi khảo cổ học này á thiệt là thú vị luôn á. Các bạn ơi, theo cảm nhận của anh Khoai Tây á, thì những cái món đồ chơi này nè, tuy là chúng không có được dễ thương hoặc là màu sắc như những bạn đồ chơi khác, nhưng mà qua cái bộ đồ chơi này á, thì bản thân anh cũng học được một số điều rất là quan trọng. Đó là tính kiên nhẫn và sự tỉ mỉ. Nếu như mà chúng ta quá nóng vội để biết được có cái gì bên trong quả trứng thì sẽ có nguy cơ chúng ta làm hư cái đồ ở bên trong. Ví dụ như là anh đã làm gãy đuôi của bạn này và gãy chân của bạn cũng lâu này nè. Hoặc đối với các bạn là ở trong học tập, ví dụ như chúng ta có một bài toán khó và chúng ta quá nóng vội để mà giải bài toán đó, hoặc là chúng ta chưa được chuẩn bị kỹ càng, chưa có ôn tập kỹ trước khi đi thi, thì sẽ có nguy cơ là chúng ta sẽ bị mắc một cái lỗi nào đó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái kết quả cuối cùng. Cho nên anh Khoai Tây khuyên các bạn là cho dù chúng ta chơi một bộ đồ chơi nè, hoặc là giải một bài toán, thì chúng ta thứ nhất là phải có một cái sự chuẩn bị thật là kỹ càng, tính kiên nhẫn và sự cẩn thận tỉ mỉ. Có được những yếu tố đó thì anh Khoai Tây tin chắc là chúng ta sẽ thành công trong mọi việc. Video khám phá bộ đồ chơi khảo cổ học của anh Khoai Tây và Cam Cam đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho anh Khoai Tây một like nhé. Hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để trở thành thành viên chính thức của Toy Station. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị kỳ sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt.